Rồi thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn tạo một cách hook page thông qua việc là bạn dùng nền tảng WordPress. Còn nếu như bạn không tạo nền tảng WordPress thì bạn cứ theo cái gọi là cái cách mà mình tạo trong WordPress này mà bạn có thể nhân bản trong các gọi là cái nền tảng khác của website. Thì đầu tiên đó trang hook page á, nó cái trang mà tổng hợp thông tin như thế này là, đầu tiên đó là bạn không cần phải nhất thiết á là nó phải có toàn bộ nội dung, mà đôi khi nó chỉ cần chứa internal link thôi. Thì một trong những trang mẫu hotbay để mình hướng dẫn cho bạn coi, thì hẹn như là trang backlink của mình đi. Trang backlink này của mình á, nó cũng là một trong trang Opbay SEO đúng. Trang Opbay SEO này nó có thể là một trong những cái trang mà mình gọi là trang hotbay, tại vì ở đây nó sẽ tổng hợp toàn bộ nội dung mà bên phía liên kết nội bộ của mình, ví dụ như trang Opbay SEO đi, tất cả những gì bạn nên biết. Thì khi mà bạn viết gì này nọ ở đây, hẹn như mình sẽ có thế nào là một backlink chất lượng, và lúc này á, là mình có liên kết nội bộ chỗ mình bài viết là backlink đó, bài viết là backlink ở đây. Tiếp theo là cách xây dựng liên kết chất lượng, ở đây là mình có chỗ về cách bài viết thống trị Google Maps và cũng như là bên tạo dựng social file. Tiếp theo nữa mình ở đây có liên kết là liên kết IFTTT, ở đây mình có nói về bài viết viết về bên forum và blog comment và những thứ khác. Ở đây mình có giới thiệu về cách BBN và gọi là những gọi là BBN, nhưng mà hay có rất là nhiều liên kết nội bộ ở trong đây. Và khung này là ở đây mô hình D-Link và anchor text nữa. Thì toàn bộ ở đây nếu như mình bắn backlink vào trang web này, để hiểu rằng nếu mà mình bắn backlink vào trang Opbay SEO này á, thì bây giờ là cái dòng chảy sức mạnh sẽ chạy ở đây, và bây giờ dòng chảy sức mạnh nó sẽ đổ vô những cái trang này, đổ vô những cái trang này, thì của mình nó sẽ giúp cho việc rằng thúc đẩy những từ khóa khi lên top, ví dụ như từ backlink là gì của mình thì mình cũng lên top đi chẳng hạn đó, trang top 1, hay là anchor text là gì, hay những từ khóa là về anchor text backlink gì đó thì mình cũng đều lên top hết chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái việc điển hình mà mình ví dụ về câu chuyện là khi mình thúc đẩy cái phantom keyword thôi. Ở đây á, khi mà bạn tạo hấp bay á, không nhất thiết bạn phải có content. Còn nếu như á, mà bạn muốn có content á, thì bạn có thể viết một bài tổng hợp như về mình, ví dụ như tất cả những gì mà bạn cần biết về SEO bay, sau đó bạn sẽ viết một số đoạn giới thiệu và sau đó bạn liên kết nội bộ vô. Còn không á thì bạn có thể làm như mình là bạn, khi bạn vô trong đây thì hẹn bắt đầu liệt kê ra, ví dụ đây là bài viết, các bài viết hay nhất về SEO ví dụ vậy. Thì khúc này á, là mình sẽ chia chủ đề ra, ví dụ như mình sẽ bảo là chủ đề mình là SEO on bay, chủ đề mình là SEO off bay, chủ đề của mình là link building, chủ đề của mình á, là bên phía cấu trúc website của mình, để mình nghiên cứu từ khóa. Rồi thì bây giờ là trong cái phần này á, giả sử đi, các chủ đề bên phía website của mình, hoặc là đôi khi trong của bạn hay như máy lạnh LG, máy lạnh Panasonic hay là máy lạnh hay cái gì đó, thì bây giờ hay như đây trong đây SEO on page, thì bây giờ mình có các nội dung bài viết của nó về SEO on page đi chẳng hạn. Thì mình ví dụ như trong bài viết này mình có một số cái bài viết về bên SEO on page đi hẹn. Bây giờ bạn sẽ bắt đầu liệt kê các bài viết nó vô ở trong đây, và khi mà bạn liệt kê vô ở trong đây á, tốt nhất á, là bạn nên để anchor tag từ khóa chính xác, bởi vì khi mà bạn để anchor tag từ khóa chính xác á, nó sẽ dễ dàng thúc đẩy cái từ khóa phantom keyword bạn lên. Thì bước đầu tiên đó là bạn tạo một cái trang, xong bước thứ hai á, là bạn sẽ liệt kê các chủ đề bạn vô và bắt đầu liệt kê bài viết. Thì bước thứ ba khi mà bạn ở đây bạn liệt kê bài viết á, bạn sẽ muốn liệt kê là cái anchor text của nó, ví dụ như Google Panda là gì ví dụ vậy. Đây hạn như đây là từ khóa mà mình đang mong muốn SEO thằng này lên top từ khóa, bởi vì thằng này là bên phía thằng này là phía bên từ khóa phantom keyword đi, thì cái này đó hạn như Google Panda, thì mình sẽ bắt đầu liên kết nội bộ thằng này qua thằng đó đó, Google Panda là gì đó. Tiếp theo là bài viết thứ hai của mình đó, thì mình có thể để là hẹn như đây là 15 thủ thuật cải thiện CTR với Meta Description. Giả sử như bài từ khóa mình là SEO chính của mình thằng này là Meta Description là gì, thì không này á, là mình cũng thằng này bỏ dấu chấm hỏi nha, thiếu mất dấu chấm dư mất dấu chấm hỏi à. Đó thì hôm nay mình lại tiếp tục một cái lần nữa mình liên kết nội bộ với cái thằng đó, với cái thằng này đó. Còn nếu như á, mà bạn thấy rằng á, là bởi vì trang này đôi khi trang này người dùng không có cần coi, mà trang này trang chủ yếu trang thúc đẩy trang SEO bạn thôi, thành ra đôi khi bạn không cần design quá là nhiều và người dùng không cần vô cái trang này quá là nhiều. Nhưng mà nếu như bạn muốn á, là trang này á, là trang mà người dùng vô bình thường, thì đôi khi bạn để vấn đề anchor tag là Google bạn đang là gì, xong rồi bạn ghi là bài viết hay chấm, xong rồi bạn nhập cái tên tiêu đề vô
Đó thì người dùng cũng biết rằng là à, khi mà click vô đây thì sẽ bay vô đó, bay vô bài viết này. Đó thì người dùng mình biết là tiêu đề của bài viết là cái gì. Hoặc ở đây bạn có thể để rằng đó là tổng hợp thông tin về SEO đó. Nói chung là cái tiêu đề sao bạn cũng để được. Và khúc cái URL này á, thì bạn cũng sẽ để, bạn ở đây thì bạn để cái gọi là để cái URL bình thường thôi, bạn để URL như thế nào cũng được, cái tiêu đề của URL đây nó không quá là quan trọng khi mà bạn tạo hotbay. Tương tự như vậy khi mà bạn tạo hết toàn bộ như này, và bây giờ là bạn bấm public đi hẹn, bây giờ bạn bấm public thì khúc này á, nó sẽ ra bài viết tổng hợp thông tin về SEO, và trong đây nó chứa, mình ví dụ như trong đây nó chứa toàn bộ 150 bài viết về phantom keyword của bạn từ A đến Z, về các chủ đề khác nhau và cũng như là các từ khóa đi. Thì khúc này á, là bạn sẽ copy link luôn, bạn sẽ bây giờ có URL đây và bạn sẽ muốn giữ lại URL này, và điều lúc này bạn muốn làm á là bạn muốn để cái link bài viết hub bay này nè vô cuối cùng trang ở bên footer hoặc là ở trên header. Thì khi nào bạn nên để head, để sidebar hay để footer thì mình sẽ nói. Nếu như á, là cái trang này nội dung của bạn á, do nó toàn bộ liên kết nội bộ không thôi và nó không có nội dung gì nhiều và bạn thấy rằng là nghe nội dung không cần đọc á, thì bạn sẽ muốn để footer, tại vì nơi đây á, kia phía mà người dùng click ít nhất. Thì khúc này á bạn sẽ để một cái link link footer, ví dụ như bạn để ở đây bạn sẽ vô phần appearance, sau đó bạn vô cái phần là bên phía widget đi chẳng hạn, phần widget này thì bạn sẽ muốn để cái ví dụ như phần này, rồi tổng hợp bài viết SEO hay nhất, xong bạn để một cái đường link ở đây, liên kết tới đây. Rồi khúc này khi mà bấm save á, và bây giờ bạn bấm ở lên trang chủ ở đây hẹn, thì bắt đầu bạn sẽ thấy có một cái liên kết nội bộ ở đây đó. Ở đây mình chắc thêm một cái BI đây nữa đó, để bạn xuống dòng như này. Thì khúc này nếu như á, là mình click vô cái trang này là tổng hợp bài viết SEO hay nhất á, thì nó sẽ tới cái trang mà trang hub bay của mình và chứa toàn bộ liên kết nội bộ của mình. Thì tại sao mình lại muốn để ở footer, hay là đại khái á, là bạn sẽ muốn để ở sidewide link. Sidewide link á, về cơ bản á, sidewide link thì sidewide link á, nó đơn giản rằng nó là cái link, cái side là website, wide á, là giống như world wide là toàn cầu, thì đây là sidewide như là toàn nguyên một cái website. Link á, có nghĩa rằng nó là liên kết. Thì ở đây sidewide link có nghĩa rằng nó là khi bạn click vô bất kỳ một trang nào, ví dụ như đây on base SEO như bạn vô trang chủ đi, thì cái view cái liên kết nội bộ ở dưới footer thì bạn vẫn còn đó, ví dụ như vậy. Hay là khi bạn đấy để trang trang giới thiệu, nếu mà bạn bấm vô trang tuyển dụng thì nó vẫn còn để liên kết giới thiệu đây. Thì ở đây á, ý có nghĩa rằng nó là toàn bộ tất cả những cái trang nội dung ở trong trang gtvseo.com đều có liên kết nội bộ trở về cái bài viết trang á, là tổng hợp bài viết SEO hay nhất. Tại sao phải trở về bài viết này? Như mình nói về câu chuyện link juice đó, thì tất cả các trang ở trong gtvseo này là ít hay nhiều gì đó đều có link juice, có nghĩa là đều có dòng chảy sức mạnh. Thì nếu bằng cách đó là mình để thằng link kết nội bộ ở trong phần site, nghĩa là phần site wide link, thì toàn bộ dòng chảy sức mạnh của trang GTVSO này sẽ đổ về bài viết cái trang hub bay này. Mà khi đổ về trang hub bay này rồi á, thì bắt đầu là trang hub bay này nó sẽ tán xạ ánh sáng, tán xạ cái sức mạnh á, vô tất cả những bài viết về phantom keyword ở đây. Giả sử như mình để 150 bài thì ở đây nó sẽ tán xạ về hết 150 bài ở đây. Đó là cái cách mà bạn sẽ dùng để bạn triển khai về bên phía nội dung bài viết. Còn nếu như bạn muốn á, là để hấp bay ở trang menu hay là trang sidebar gì đó, thì khúc này như mình nói, đôi khi lúc này á, là bạn phải viết một bài viết nó hay, hay là đôi khi rằng là bạn tạo ra một nội dung nó có giá trị, ví dụ như là tất cả các kiến thức mà bạn cần biết về SEO, xong rồi nên để như phần này là click vô thì nó sẽ ra phần phần này. Thì lúc này bạn do bạn để nó bài viết như thế này thì người ta có thể cần chỗ nét và người ta search được nội dung bài viết, hay cần thông tin gì người ta sẽ search ở trong đây, cần chỗ nét thì có thể search được, thì đó cũng là một cách. Nhưng mà về cơ bản như mình nói về chuyện hub bay á, thì bạn nên tạo như thế này và liệt kê hết toàn bộ từ khóa anchor text là bên phía liên kết nội bộ này ra.
Thì phần ăn context thì mình đã nói trong video bên SEO Mastermind, mình đã giới thiệu qua phần đó rồi. Thì bây giờ bạn có thể ứng dụng như bên trong đây một cách sử dụng như vậy. Thì toàn bộ đây là bên phía bên on bay, ý là về phía thấp bay. Thì trong video tiếp theo mình sẽ tóm tắt lại hết toàn bộ 6 cái module đầu, bởi vì bạn đã đi hết 6 module đầu rồi, và nó toàn bộ về phần mảng on bay SEO. Và khi bạn triển khai on bay SEO thì nó theo cái module tổng hợp của mình á, thì bạn sẽ đạt rất là nhiều cái thành quả từ nó. Rồi, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.